Vừa rồi chúng ta đã được tham quan môi trường ngoài lớp học của trường mầm non Thành Thới Tây. Và ngay sau đây, xin mời quý vị hãy trở lại lớp mẫu giáo Lâm tuổi A1 và cùng quan sát các cô đã trang trí lớp học theo quan điểm trẻ làm trung tâm với hoạt động trong lớp học và môi trường trong lớp học. Xin mời quý vị cùng tham quan với các hoạt động khác của các con lớp mẫu giáo Lâm tuổi A1. Con đã dùng các miếng lên vô
đi đi tổ đội em không mời là được bố mẹ cho đi chơi tại tại ở bên ghét sao chiều tính nhỉ nó tưởng nhớ trong em đó là một chiếc cổng đỉnh với những ngày với vòng cung những ngày cưới đối với bà nhau nó cố cọp tàu những đồ chơi thông minh cầu với trụ em còn lắp ghép khu chợ quê bà bán khu chợ quê bà bán những nông sản còn những nói chung với riêng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.